Singapore rất là nhiều ạ. Không, bao giờ bây giờ để cho không khí chúng ta náo nhiệt hơn, chắc là Minh Hằng sẽ phải hát bài cũ. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng thấy có rất là nhiều các bạn trẻ ở đây, nên là mọi người có thể lên đây hát cùng hoặc là nhảy cùng với Minh Hằng được không ạ? Một ca khúc rất là cũ luôn đó, mọi người sẽ rất là thuộc. Ai xuống phong dưới đây là hát cùng hoặc là nhảy cùng với Hằng ạ? Hằng sẽ đứng ở đây chắc không đứng sân khấu để cho mọi người đỡ có mắc cỡ. Hả? Thấy team này mặc đồ đồng phục nè, có đầu tư nè, lên đây không ạ? Ca khúc rất là quen thuộc, đó là ca khúc Người Vô Hình remix à, nên là rất là dễ hát. Nào anh em ta cùng nào xông pha. Đừng có hiền quá mà. Alo, team bên đây có đầu tư quá nè. Lên nữa đi mọi người, lên đi, không sao nè. Minh Hằng đứng ở đây, nên không cần phải lên sân khấu, nên không cần phải ngại. Ủa sao rớt đâu rồi? Nãy lên hai người, sao giờ còn rớt còn có người vậy? Nào bây giờ là chẳng những anh mà chúng ta còn có chị em phụ nữ nữa. Chị em phụ nữ chúng ta không thể nào mà thua cánh mày râu được, nên vẫn phải lên quẩy như bình thường nha mọi người. Đâu rồi ạ? Đâu rồi ạ? Các bạn ơi, các bạn trẻ, các bạn đâu hết rồi? Thôi bây giờ nha, tại vì bây giờ sẽ lên nhạc, mà nhạc thì rất là đơn giản và sẽ rất là dễ thuộc, nên là mọi người thấy sung, ba mọi người mình làm gương nhảy thật sung lên, để ở dưới người ta sung tôi lên nhảy chung, ok không? Đồng ý không? Chơi tới không mà, cho dancer đi ra đây để mà làm cho mọi người cũng bóp sung luôn nha. Dancer xuống đây cùng với chị luôn nha. Ok. Và cánh tay của tất cả mọi người đã hết rồi ạ. Và bây giờ xin mọi người hãy cùng đến với ca khúc Người Vô Hình remix. Mọi người phải giơ tay lên cao nha. Cho em xin. Yeah, ok. Xuống bên đây hả? Xuống bên đây, ok. Này nhạc lắng, rất là dịu dàng mà để. Come on, đây nè. Giơ lên nè nào. Ngồi bên em. Woo. Đi lên, come on. Hey, let's sing it. Oh, 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 yeah. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà nhìn sát em, anh nhìn em sao quá đẹp. Chào em sẽ đợi anh đi, sẽ không thể nhìn, cứ nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô. Look at me now, hey, look at me now, hey, look at me now.
em xin chào em sẽ đợi anh đi. Sẽ khóc thật nhiều khi nhìn nhau mà thôi chú. Lần đầu tiên có một tiết mục mà có nhiều dancer như vậy. Thank you mọi người rất nhiều à. Thank you. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thật sự là Minh Hằng cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì thực sự nha. Nói thiệt với mọi người là trong thời gian vừa qua là nghệ sĩ bị ở nhà nhiều á, không có show diễn, không có được đi diễn, nên lực đi diễn là rất là sướng. Là ngày hôm nay mà quý vị khán giả gì thì làm càng sướng hơn hả? Thank you, xin cảm ơn rất nhiều. À, còn nữa hả? Okay. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người có muốn nghe nữa không ạ? Nhưng mà bây giờ là mình nghe bài mới hay nghe bài cũ à? Hả? Bài cũ để quậy tiếp đúng không? Tại vì bài mới thì chỉ có thể nhìn coi biểu diễn thôi. Còn nếu như bài cũ thì mọi người mới hát cùng được. À, thế thì bài cũ bài gì ạ? À? Một vòng trái đất hả? Ok, thế thì bây giờ Minh Hà sẽ hát một cái liên khúc mashup mà trong đó sẽ có một vòng trái đất, nhưng mà mình sẽ có một xíu người vô hình lại tí xíu. Được không ạ? À? Chơi lại tí xíu ha, nhưng mà chỉ là một đoạn tí xíu thôi, nhưng mà sẽ có người vô hình nè, sẽ có một vòng trái đất, sẽ có gì quên mất tiêu của ta, lâu quá không hát quên rồi. Thế bây giờ viết là bài cũ nha mọi người. Biết sao không, tại vì bên ở đây Minh Hằng có một bài mới rất là mới trong thời gian vừa qua, tại vì dịch tới không có ra bài, không có quay MV, mà bài đó là bài về thả thính, mà mức độ thả thính cực kỳ cao. Ngày hôm nay thì rất là muốn hát cho mọi người để sau này mọi người có thể thả thính với lại các chàng trai ở đây, đặc biệt là các cô gái. Nhưng mà anyway là mọi người muốn nghe bài cũ, mình sẽ hát bài cũ nha. Ok.